làm luôn cho máu. Đấy, báo cáo bác rất là phấn khởi. Anh kiện anh có cái cây mới, anh lại mời lại gọi sang quay phim giúp để kết nối với các bác. Đấy. Nói luôn các bác, tôi không phải là thằng đi hot thôi thì để những tiền đâu các bác nhé, mà cho anh em cây đẹp tôi đến tôi giúp và nó cũng gần nhà. Cây này lên đường rồi, rất là phấn khởi. Không thì có rất nhiều bác thích cái cây này. Có một số bác gọi sau thì không kịp. Đấy. Đấy, hôm có cách đây có mấy hôm rồi này nó phun ra này. Phun ra này. Tí nữa sẽ quay lại cây này. Hôm nay là quay cái em mới này. Anh đứng về cái em nhìn hình cảm giác nó bé hơn. Đấy. Đấy mẹ, nó phải đứng ra tận đây. Đó, mẹ cách xa khoảng 5 mét. Đấy, tác phẩm thôi gọi là đại thụ đi nha. Yeah. Đại thụ. Cao từ mặt chậu lên là bao nhiêu đây? 1m50. Có thế rồi à? Có 1m50 rồi à? À, ừ nhỉ. À, lùn đấy nhỉ. Lùn đấy nhỉ. Lùn. Cái chiều ngang này, cái chậu đó là bao nhiêu anh? Chiều dài chậu này là 2m. 2m. 1m40. 1m40, 2m. Ôi giời, cái hang là vừa khít luôn nhỉ. Tứ phía rất đẹp, thành vách kinh không? Thành vách theo kiểu đặc sệt đấy, sướng. Lành tít nhỉ. Nhuyễn nhỉ. À. Dễ đập đấy. Bè hết dễ. Không có vết cắt kiếp kiếp gì cả. Hoàn toàn rất tự nhiên. Rất tự nhiên. Kinh nhỉ. Lúc này lúc có nhà mà có điều kiện đưa về xong trẻ con chơi đây cũng sướng nhỉ. Đây, tay cành cắt giật đấy, mày làm rất hiện đại. Ngày xưa mà theo đuổi cắt giật tài tình ấy nhỉ. Người ta đây uốn cái đường đây nhưng mà người ta vẫn rất theo cái lối hiện đại này, hoàn toàn là cắt giật hết, bông dăm cho đến chi cành cắt giật hết. Phấn khởi quá. Đấy, đi rước được những cái này về nhà là thắng rồi. Thắng rồi. Nó là đồ quý chứ không phải là rất chứ không phải là dễ gì mà gặp. Đứng mẹ lên trên này nhỉ. Chú cứ đứng lên thôi mà. Đấy, đứng lên đây này. Đấy, nhìn đây này, tay cành cắt giật này. Nhưng mà cái thể loại bông dăm này nuôi sướng lắm, nó mập. Ngoài này lại có quả đấy. Ừ. Dòng xanh này xanh có quả đấy. Quả nhiều. Quả nhiều, dăm đẹp, rất mập. Với dăm rất thích cái loại. Lá nó cũng sáng. À. Kệ, cho chơi đấy cho vui nhỉ. Này trèo lên đây thì vô tư. Người lớn trèo vô tư. Đấy. Phía nào cũng đẹp nhỉ. Đây cắt giật. Toàn bộ cắt giật hết. Đấy, những cái cổ bẻ này hợp lý chưa? Rất thoáng rất đều. Ông này kỹ thuật làm cây cũng cao đấy. Làm cây to mà làm rất hay đấy. Đấy, đi xa đằng sau tí. Cái này hơi chật. Đi xung quanh và vào bệ. Thôi con đừng lôi ra. Ok, sao đi. Đấy, mặt nạ cũng đẹp. Tình nhục, nhìn cái chỗ này sướng không? Đấy. Sạch sẽ nhỉ, rất sạch sẽ. Cảm quan ban đầu là nhìn thấy rất sạch sẽ, kiểu như thành đồng tổ quốc ấy. Đấy. Chân này. To quá. Phê không? Cái này nhiều cảm xúc đấy. Rất nhiều cảm xúc ấy. Đúng kiểu như cây cổ thụ, cây đa đầu làng. Ngồi uống nước rồi nghỉ trưa. Uống nước nghỉ trưa dưới gốc đa này. Này, những cái thành vách xuống nó sạch. Sạch. Sạch sáng. Đấy. Rất sạch. Đấy, xuống đây chân nó lại xòe ra này. Cứ càng chơi càng giá trị sao? Càng chơi càng giá trị.
thích đấy. Đấy, thấy chưa? Nhìn, thành vách này. Rất sạch sẽ. À quên, không hỏi anh là giá giao lưu chứ anh em trên đấy là bao nhiêu? 50 triệu rồi. 50 triệu, đấy. Em còn thích cây này, em còn thích hơn cây kia. Con này đáng sang cái là cây kia mấy hôm mà nó đã nhú ra rồi. Đọc đấy. Số điện thoại của anh. Vâng, anh đọc đi. 0967 0967 113 113 013 013 anh Kiện ở Hoài Đức nhé, Hoài Đức Hà Nội, vận chuyển mọi miền tổ quốc, quay tại nhà luôn đấy, cây tại nhà, vận chuyển yêu thương mọi miền tổ quốc đấy. Cái cây như thế kia mặc dù rất đẹp rất quý nhưng mà mình có thể gặp nhiều, cái này rất ít gặp, ngoài cỡ bự này sướng lên chậu. Dưới này mà phối như một cái làng nữa thì cũng đẹp. Đấy. Cây đa đầu làng. Đẹp. Cây này nhiều cảm xúc đấy. Nhìn thấy là thấy thích thích. Từ những cái thành nghiếc này nhìn xuống nó thẳng tắm tắp rồi. Nhưng mà nó sạch. Nó cảm giác nó... Đây này, nhìn. Nó không có một cái vết viết gì cả. Thích không? Nhìn nó mịn đây nhỉ. Đấy. Mịn. Chúng là đồ này. Nó là đồ sạch sẽ. Sạch sẽ và nó là hiếm. Cây to thì rất nhiều nhưng mà cây to mà có cảm xúc cũng ít lắm. Đấy. Còn cây này thì lên đường rồi. Cây này thì lên đường rồi. Anh em mà chưa xem thì đừng hỏi cái này nữa, lên đường rồi, mất công. Đấy. Nhiều bác xem sau lại cứ nghĩ là nó vẫn còn, nó gọi điện nó... Gọi điện thì chắc là hỏi cái khác thì còn. Đấy. Đẹp, đẹp thật. Đấy, trèo phát lên đây luôn. Nhè. Trèo lên chơi luôn. Đấy, nhìn. Đấy, nhà nào mà kiểu như là có cái nhà cổ hoặc là có cái sân to mà con cháu quây quần chơi đấy sướng. Đấy. Đấy. U hút thoải mái. Đấy. Đấy lúc nhìn anh quay trên ảnh nhìn thích mấy cái chỗ này lắm này. Này, chảy như suối. Chảy như thác này. Thật dễ nó cứ chảy. Đấy. Chảy mà sạch mà rất là mềm mại, cây to mà lại rất mềm mại. Mặc dù cái thằng làm răm sướng lắm. Làm răm sướng nó mập mà nó sáng. Mập. Đấy. Đấy. Làm phát ngược lên này, nhìn. Nói chung cứ đến tận nơi sờ phát, nếu không xa quá thì xem qua đây. Cứ gần là qua xem. Bốc luôn. Bốc. Tiếc là mình không có điều kiện. Bây giờ mua mấy cái cục cục nó đã mấy chục triệu rồi. Cục phôi. Đấy. Đúng là cán bộ nào mà yêu thương được cây này thì mà giữ lại Hà Nội được thì đẹp quá. Vừa gần mà lại vừa chất. Có điều kiện thấy được cái bể đẹp. Đấy, đúng rồi. Lên chất kính. Đấy, thích không? Nó cứ chảy chảy này, thích. Nó dính. Kiểu như chải tóc suôn. Đấy. Không chê được cây này thì không chê được biển nào. Không chê được. Đấy, cái mặt này cái chỗ chảy này. Rất vững vàng. Rất vững vàng. Rất trực, rất vững vàng. Đúng là kiểu như dáng che chở cho cả làng ấy. Sóng gió mấy cũng không lưu siêu. Đấy. Rất nhiều ý nghĩa cái cây. Đấy. À kia cây này mới đúng không anh? Ờ, cây mới. Đấy, sang chuyển sang cây luôn bắt cho nó. Đấy, cây này thì bao tiền đấy? Cây gạo 4 triệu. 4 triệu à? Úi giời, rẻ thế. Lên đường luôn nhỉ? Anh chỉ vào thương mại thôi. Ừ, 4 triệu bạc.
Cái này thì yêu thương bốc được, mà khiêng cũng khiêng được. Một người khỏe là cũng có thể bế được. Không chậu, rêu phong. Còn cây này thì lên đường chưa anh? Đi rồi gì? Ra đi rồi gì? Cây này là khách là bốc rồi gì? Cây này em thấy anh có lâu lâu rồi chứ? Cây này thấy có lâu lâu rồi chứ? Đâu mời chứ chú? Đấy, cái này hay đấy chứ. Bệ biết này. Nhìn nó yêu yêu, sạch sạch yêu yêu. Nó có cái tay hoành như này. Xong anh cắt bỏ, này đúng rồi, thân trực gạo này. Đúng rồi, cái đoạn này nó thoát thân này. Tay phóng này. Đấy. Giãn rẻ giật mình. Có hai cái rễ kia rất điệu rồi. Đấy. Lại ra đi sớm. Mà bốc luôn cả mớ nhỉ. Đấy. Đấy, rất trực, rất gạo, rất búp măng luôn nhỉ. Gốc cua ngọn chỉ. Đấy. Người hùng chuyên bán hàng to này. Cây này rất đẹp nhưng cũng lên đường rồi. Lên đường rồi. Cái kia cũng lên đường rồi. Kia cũng lên đường rồi. Đấy. Cái này cũng lên đường rồi. Thế là phấn khởi. Đấy. Cái này hay đấy. Cái này nhà mà nhỏ nhỏ hơn tí chơi rất hay. Chậu hàng lâu năm, chậu. Đấy, thôi để kết thúc khung hình ở kia. Cái cây đẹp đẽ này. Ai thích thì liên hệ. Ai thích thì liên hệ anh Kiện nhá. Số điện thoại có báo ở trên video bác nhá. Chất đấy. Chúc giao dịch thành công nhá.